Mai tài phến sự nghiệp mờ nhạt, ồn ào tình ái với Hương Tràm và Sao Nữ đình đám. Hơn 5 năm theo đuổi nghệ thuật, Mai tài phến chưa có một vai diễn nổi bật trên màn ảnh ngoài những ồn ào tình cảm. Sáng 17 tháng 6, hình ảnh mỹ tâm tình cảm bên Mai tài phến được chia sẻ khiến khán giả xôn xao. Gần 20 năm vào showbiz, đây là lần đầu họa mi tóc nâu bị bắt gặp tình tứ với một đồng nghiệp nam. Với Mai tài phến, đây là lần thứ hai anh vướng nghi án hẹn hò với nghệ sĩ sau Hương Tràm. Được biết tên nhờ đóng MV của Hương Tràm, Mỹ Tâm, Mai tài phến tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố. Trước khi bén duyên với Hương Tràm và Mỹ Tâm trong hai MV Em Gái Mưa, Đừng Hỏi Em, diễn viên quê Bạc Liêu từng trải qua 5 năm khó khăn thất nghiệp. Anh kể từng đi làm hậu đài bấm nhạc ở sân khấu, diễn phụ cho các đồng nghiệp tại game show Cười Xuyên Việt, kịch cùng Bolero. Mai tài phến kể anh từng đau khổ tự hỏi vì sao vóc dáng gương mặt sáng và đào tạo bài bản không giúp anh có chỗ đứng trong nghề. Anh đã trải qua thời gian thất nghiệp chán nản, định bỏ về quê nối nghiệp kinh doanh gia đình. Vận may đến với Mai tài phến khi anh thi gương mặt điện ảnh và giành giải quán quân. Trong đêm chung kết, nam diễn viên nhận điểm tối đa từ ban giám khảo Trương Ngọc Ánh, đánh giá Mai tài phến sở hữu gương mặt điện ảnh diễn xuất đa dạng, có thể diễn cả bi và hài. Tuy nhiên, trong thời buổi game show bùng nổ, ngôi vị quán quân của một chương trình không còn là bàn đạp hữu hiệu. Tên tuổi Mai tài phến có lẽ làng nhàng như bao quán quân khác nếu anh không được Hương Tràm mời quay MV Em Gái Mưa và Mỹ Tâm chọn đóng cặp trong MV Đừng Hỏi Em. Độ phủ sóng mạnh của Em Gái Mưa đưa Mai tài phến gần hơn với khán giả. Anh được khán giả gọi bằng biệt danh Thầy Giáo Mưa. Đặc biệt, tên tuổi nam diễn viên tràn ngập trên các báo khi anh vướng nghi vấn tình cảm với Hương Tràm. Cả hai bị bắt gặp cùng nhau đi ăn tay trong tay giữa một sự kiện. Trong khi Hương Tràm lấp lẫn chuyện hai người hẹn hò, Mai tài phến đã không giấu giếm tình cảm của mình dành cho nữ ca sĩ. Trả lời báo chí, anh thường dành những lời có cánh cho Hương Tràm và thừa nhận cả hai đã có thời gian ngắn tìm hiểu. Nhờ hiệu ứng tích cực của Em Gái Mưa, Mai tài phến đã lọt mắt xanh của Mỹ Tâm, diễn viên sinh năm 1991, đóng cặp với đàn chị hơn 10 tuổi trong MV Đừng Hỏi Em. Xuất hiện trong MV của hai nữ ca sĩ, Mai tài phến chỉ ấn tượng nhờ vẻ ngoài. Được khán giả biết tới, nam diễn viên thừa nhận mình may mắn. Tuy nhiên, anh khẳng định đã cố gắng rất nhiều, trải qua 5 năm bầm dập khó khăn. Mai tài phến nhấn mạnh anh sẽ chứng minh khả năng bằng các vai diễn điện ảnh với những ai còn nghi ngờ diễn xuất của mình. Ngay sau hai MV, nam diễn viên nhanh chóng có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong Em Gái Mưa, thể hiện một vai diễn gắn với hình ảnh tên tuổi của mình. Anh lại làm người xem hoàn toàn thất vọng, diễn xuất của Mai tài phến bị đánh giá đơ, biểu cảm thiếu tự nhiên. Hình ảnh Thầy Giáo Mưa phiên bản điện ảnh hoàn toàn sụp đổ trong mắt khán giả. Trước những lời chê bai về diễn xuất, anh đáp lại, tôi vẫn tự tin chứ không hoang mang khi bị nghe những lời chê. Tôi biết chắc mình còn phải cố gắng nhiều trong tương lai, thay đổi hình tượng vốn được mọi người yêu thích. Mai tài phến một lần nữa có cơ hội chứng tỏ khả năng khi được Mỹ Tâm giao vai chính trong Chị Trợ Lý Của Anh. Bộ phim này do nữ ca sĩ viết kịch bản và đạo diễn. Cái tên Mai tài phến lúc này tiếp tục được nhắc tới bởi nghi vấn tình cảm với đàn chị. Về diễn xuất, anh bị nhận xét mờ nhạt hơn cả vai phụ của Quang Trung. Gây chú ý sau những ồn ào tình cảm, xuất thân là diễn viên, Mai tài phến lại không khiến khán giả chú ý bằng vai diễn. Nhắc đến anh, khán giả chỉ nhớ tới câu chuyện tình yêu chớp nhoáng trong một tháng với Hương Tràm. Những hình ảnh tình tứ với Mỹ Tâm trong phim Chị Trợ Lý Của Anh, quấn quýt với nữ ca sĩ ở các buổi giao lưu và mới đây là hình ảnh anh tháp tùng Mỹ Tâm trong chuyến lưu diễn. Trước khi những hình ảnh tình tứ Mai tài phến và Mỹ Tâm được chia sẻ, trong hậu trường showbiz đã xôn xao cả hai phim giả tình thật từ lâu, họ từng được trông thấy cùng du lịch hồi tháng 5 vừa qua. Trong một lần phỏng vấn với báo, nam diễn viên tiết lộ trong thời gian anh đóng phim điện ảnh Em Gái Mưa, Mỹ Tâm thường gửi đồ ăn cho mình và cả đoàn. Tiếp đó, anh tiết lộ đã có mặt trong tiệc sinh nhật và chuẩn bị bánh kem tặng đàn chị. Mỹ Tâm vốn kín tiếng về đời tư, trong 20 năm theo nghề, cô chưa từng công khai thể hiện tình cảm với bất kỳ bạn trai nào chốn đông người. Riêng Mai tài phến, cô lại có hành động khác hẳn trước đây. Điều này khiến một số khán giả đặt dấu hỏi thắc mắc, và lý do thực sự là gì? Chỉ Mỹ Tâm và Mai tài phến mới có câu trả lời cụ thể nhất. Nghiện dao kéo, Lê Giang đã thay đổi như thế nào sau 18 năm? Lần đầu tiên Lê Giang đụng tới dao kéo là năm 29 tuổi. Sau đó, cứ gặp chuyện buồn là Lê Giang lại tìm đến dao kéo để đổi vận. Lê Giang sinh năm 1972, xuất thân là một nghệ sĩ hát cải lương. 15 tuổi Lê Giang là đào chính các gánh hát tỉnh miền Tây. 18 tuổi Lê Giang gia nhập đoàn cải lương Thanh Nga và nhận chiếc huy chương vàng hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc đầu tiên với vở Dòng Sông Đầm Lầy. 2 năm sau, Lê Giang kết hôn với nghệ sĩ hài Duy Phương. Thời điểm đó, sân khấu cải lương cũng bắt đầu đi xuống. Trong khi thời của tấu hài nổi lên, Lê Giang rút khỏi sân khấu cải lương theo chồng đi tấu hài khắp nơi. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của Lê Giang và Duy Phương tan vỡ sau 7 năm nên duyên chồng vợ.
chia tay Duy Phương vì điều kiện kinh tế khó khăn nên Lê Giang buộc phải để lại con cho chồng nuôi và bắt đầu lại sự nghiệp. Khi vừa được khán giả đón nhận thì Lê Giang đột ngột kết hôn với một Việt kiều Úc, bỏ nghề theo chồng sang định cư nước ngoài. Những tưởng cuộc đời Lê Giang sẽ hạnh phúc, nhưng ở cuộc hôn nhân này, chị cũng phải ngậm ngùi chia tay sau những tháng ngày vất vả mưu sinh bằng nghề nail. Lê Giang ở thời điểm hiện tại, sau khi vừa tân trang lại, nhan sắc khác lạ của Lê Giang khiến con trai chị, diễn viên Duy Phước không nhận ra. Năm 2016, Lê Giang trở về nước sau khi chia tay người chồng thứ hai. Bởi quá đau khổ trong chuyện tình duyên cũng như đời sống chật vật, Lê Giang đặt niềm tin của mình vào chuyện tâm linh. Chị tin rằng sửa đổi nhan sắc sẽ sửa đổi phong thủy vận số, sẽ giúp cuộc đời chị sang một trang mới tốt hơn. Và đó là lý do lần đầu tiên Lê Giang phẫu thuật thẩm mỹ, năm đó Lê Giang 29 tuổi. Trải qua 18 năm, cuộc sống Lê Giang giờ đây khác rất nhiều. Tưởng trở lại nghề sau bao nhiêu năm vắng bóng, khán giả sẽ không đón nhận, nhưng Lê Giang rất đắt show và có một lượng người hâm mộ đáng kể. Chẳng những hạnh phúc với bạn trai là doanh nhân có tiếng ở Sài Gòn, cuộc sống chật vật của chị cũng thoải mái hơn. Cũng chính bởi điều đó càng khiến Lê Giang thêm chắc chắn niềm tin của mình là đúng. Bởi vậy, mỗi khi gặp chuyện gì buồn, xui xẻo trong công việc, cuộc sống, Lê Giang phải đi sửa một cái gì đó trên người. Hơn nữa, sau mỗi lần chỉnh sửa được, mọi người khen trẻ đẹp, Lê Giang càng thích hơn. Thói quen đó vô tình khiến Lê Giang nghiện phẫu thuật và như trở thành con người khác hoàn toàn sau 18 năm đụng tới dao kéo. Lê Giang thời chưa dao kéo với vẻ đẹp hồn nhiên và trong sáng. Mặc dù là mẹ hai đứa con, nhưng Lê Giang vẫn vô cùng trẻ trung, nét trẻ con vẫn còn trên khuôn mặt. Một Lê Giang cực kỳ quyến rũ, ánh mắt hút hồn, gương mặt tự nhiên sau lần dao kéo đầu tiên là sửa mũi. Và Lê Giang của sau này cứ mỗi lần buồn hay gặp chuyện không may trong cuộc sống, chị lại tìm đến dao kéo để sửa cho hết xuôi, đôi mắt đã không còn vẻ tự nhiên quyến rũ nữa. Và sau lần sửa gần đây nhất, Lê Giang sửa cả mũi, mắt và miệng. Chưa biết Mai Tài Phến yêu sau nữ này là thật không, cư dân mạng đã tranh cãi đỏ mặt người thứ ba bất ngờ bị gọi tên. Cư dân mạng liên tục cãi nhau về những hình ảnh hẹn hò của Mai Tài Phến và sau nữ này. Ngày hôm qua, cái tên Mỹ Tâm và Mai Tài Phến chiếm sóng trên mọi mặt báo lẫn các trang mạng xã hội. Những hình ảnh hẹn hò tình tứ của cả hai khiến cả showbiz chấn động. Ngay lập tức, cư dân mạng cũng vào cuộc và nổ ra tranh cãi không ngừng nghỉ, vô cùng quyết liệt. Đại bộ phận fan của Mỹ Tâm bày tỏ ý kiến ủng hộ mọi quyết định của thần tượng bởi họ tin tưởng một người thông minh, bản lĩnh và thấu đáo như Mỹ Tâm sẽ có lý do thuyết phục để chọn người đàn ông cho mình. Mặt khác, một số ý kiến cho rằng Mỹ Tâm đã có quá nhiều sự nổi tiếng giàu có nên chỉ cần con tim rung động là đủ. Trong khi đó, một bộ phận không nhỏ cư dân mạng lại kịch liệt phản đối chuyện tình lệch tuổi này. Lý do được đưa ra là Mai Tài Phến nhỏ tuổi, kém nổi tiếng, không giàu có, khó so bì với Mỹ Tâm. Thậm chí nhiều cư dân mạng còn khẳng định nam diễn viên chỉ lợi dụng và ăn bám tên tuổi Mỹ Tâm để nổi tiếng. Họ còn đặt nghi vấn Mai Tài Phến là người đứng sau việc chụp lén cảnh hẹn hò, vì trong clip quay lén có một số đoạn nam diễn viên đã nhìn thẳng vào ống kính. Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán. Đau lòng, tôi chỉ đau lòng là thật giả sao không rõ. Sao chị Tâm cứ để người ta gắn ghép với ông này hoài, ông này cứ điểu đểu giả tạo thế nào ấy. Hôm bữa nghe ghẹo chị Tâm với Phến trong Người Bí Ẩn tưởng giỡn, ai dè thiệt. Sướng hay không, Mỹ Tâm tự biết, sao cứ phải ngồi nói nhỏ. Nếu tụi bay có bồ mà ai cũng kêu bồ mày không sướng với mày xem buồn không, là fan thì nên tôn trọng cuộc sống riêng tư thần tượng. Chừng nào Mai Tài Phến bị tố làm trai bao hay nó làm gì Mỹ Tâm thì hãy chửi. Còn giờ sướng hay không, Mỹ Tâm tự biết. Ôi dồi ôi, các cô ơi, chị Tâm của người thương là tôi mừng lắm rồi, chứ chưa cần đẹp xấu gì. Sao không ưa nổi ông Phến này nhỉ? Thấy có gì nổi bật đâu, toàn dựa hơi mấy chị nổi tiếng. Miễn hạnh phúc là được bạn ạ, sướng hay không, không do mình nghĩ đâu. Tao buồn cho anh Hưng của tao quá, tại sao anh Hưng đợi chục năm thanh xuân? Chỉ dành trái tim cho chị Mỹ Tâm mà chị lại không cần, buồn quá. Cư dân mạng nổ ra cuộc tranh cãi nảy lửa về chuyện tình Mai Tài Phến và Mỹ Tâm. Bất ngờ hơn câu chuyện Mỹ Tâm Mai Tài Phến, nhưng cư dân mạng vẫn réo tên nhân vật thứ ba, người đó không ai khác là Đàm Vĩnh Hưng. Họ cho rằng xét về mọi mặt, Đàm Vĩnh Hưng xứng với Mỹ Tâm hơn Mai Tài Phến. Một số tỏ ra buồn bã thay trong Hoàng Nhạc Việt vì đã theo đuổi Mỹ Tâm từ rất lâu, thậm chí tuyên bố nếu không cưới được Mỹ Tâm thì sẽ không cưới ai khác. Giờ thì nam ca sĩ đành ngậm ngùi, nhìn người trong mộng bên người khác kém mình mọi mặt.
Đàm Vĩnh Hân lại là cái tên bị nhắc đến nhiều nhất trong câu chuyện này. Dù hiện tại không biết câu chuyện hẹn hò Mỹ Tâm Mai Tài Phến thật hư thế nào, nhưng ai cũng thấy cuộc khẩu chiến của cư dân mạng vẫn đang nóng hổi và kịch liệt từng ngày. Tình cũ Mai Tài Phến vướng nghi án hẹn hò. Sau nữ đình đám này, Hương Tràm khoe căn biệt thự sang trọng. Cô đã đầu tư khá nhiều công sức và tiền bạc cho không gian sống tại thành phố để có được không gian thoải mái cho bố mẹ. Cô khiến mọi người suýt xoa khi còn khá trẻ đã có được khối tài sản lớn như thế này mà không phải ai cũng có thể làm được. Mới đây nhất, cộng đồng mạng cực hoang mang trước thông tin Mỹ Tâm Mai Tài Phến hẹn hò với nhau sau những dự án kết hợp. Ngay lúc này đây, khán giả tò mò không biết phản ứng của Hương Tràm như thế nào khi tình cũ Mai Tài Phến hẹn hò với một đàn chị trong làng giải trí Việt. Tuy nhiên, giọng cam gái mưa không có động tĩnh nào, thay vào đó cô chia sẻ với người hâm mộ cận cảnh căn biệt thự quận 2 mà nữ ca sĩ vừa thực hiện xong, cụ thể Hương Tràm tâm sự. Chúng ta nhận một căn nhà thô có phần xác, người nghệ sĩ dù có lợi thế về con mắt nghệ thuật vẫn cần những người đồng hành thấu hiểu để thổi phần hồn vào tác phẩm lớn cuộc đời mình. Với Tràm thì chặng đường để có được một ngôi nhà xinh đẹp từ mọi góc nhìn cũng không khác gì cách mình chinh phục một live show. Nếu chúng ta chỉnh chu từ những thứ nhỏ nhất thì rõ ràng thành quả sẽ thay đổi cả cách nhìn của rất nhiều người xung quanh, đặc biệt là những người làm việc bên cạnh mình. Đó là cái nhìn về sự cầu toàn trách nhiệm mà chúng ta vẫn nhắc nhau mỗi ngày, nhưng thực hiện được lại là điều hoàn toàn khác. Chăm lo cho không gian sống của mình cũng gần như cách bạn chăm sóc cho người mình yêu. Đến khi căn nhà hắt hơi sổ mũi, mình lại phải dành nhiều thời gian để hiểu và chăm cho nàng, từ đó lại yêu và thương nàng ấy nhiều hơn. Nữ ca sĩ tậu nhà mới vào tháng 2 2018, tuy nhiên cô không mở ngay mà dành rất nhiều thời gian cho việc trang trí nội thất. Từ ngoài cổng bước vào sẽ có vườn hoa và hồ cá. Rất nhiều hoa và đèn độc đáo được đặt rất nhiều nơi trong nhà của người đẹp. Hương Tràm dành khá nhiều không gian để làm nơi tụ tập với người thân, bạn bè. Căn phòng chứa ngập hàng hiệu phụ kiện nước hoa của nữ ca sĩ. Phòng ngủ cũng là nơi cô trưng bày nhiều sách, giải thưởng và các món quà. Cô còn dành cả một căn phòng lớn để làm nơi tập thể dục và luyện thanh. Quang cảnh thật thoáng mát trong lành mà cả gia đình sẽ sinh sống. Như lời chia sẻ của Hương Tràm thì ngay khi căn nhà được hoàn thành cũng là lúc cô chuẩn bị đáp chuyến bay sang Mỹ. Đây là nơi dành tặng cho bố mẹ của nữ ca sĩ. Để có một không gian sống tốt, cô đã cùng nhà thiết kế nghiên cứu rất nhiều từ sở thích, diện tích đến những phân tích về phong thủy, tuổi tác, mệnh, mục đích muốn hướng đến. Để chủ nhân phải cảm thấy mình được giải tỏa căng thẳng, luôn thoải mái ngay chính ngôi nhà của mình.